Thầy, cái con gì anh em ơi? Đây nè, nè thấy chưa, mùi hắn gì á? Cái kìa, nè, cái đầu nó nè, đó, đạp ba luôn, đó, nó bong bong anh em ơi, nó gần ghê kìa, ý hai con hay gì á, hình như hai con vậy anh em, quay không này, nè, nó đâu nè, nè, nó ở đâu cái nè. Trời ơi, dưới cái con cỏ không thấy. Trời ơi. Dầu anh em ơi. Trời ơi. Đây. Đây là dính cái đầu. Đây nè. Nó mới kẹt cái đầu nó coi. Trời ơi, hai con. Đây, cha bá nện luôn. Này ngắn gì ta? Trời ơi. Ở cái lỗ này ngắn ra rồi anh em ơi, coi nè. Ôi đừng nói chạy nữa nha. Cái này sát bên cái đó luôn á nè anh em nè, luôn. Nó tròn vo luôn nè. Này là gắn ga nữa rồi. Nè, cái lỗ này là gắn ga nè. Bảo đảm với anh em luôn. Linh mến chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh của mình Cô Vlog. Thì hôm nay tới cử thăm lời. Thì chuyến này là Linh không thăm nữa, mà Linh sẽ ruộng lời về hết luôn nha quý anh chị. Nghỉ một thời gian bởi vì nước cái này á, nước bạc á, nó xuống á, nước đục á, chuẩn bị mùa lũ về á, nên là nước đục nên là cá nó ít chạy lại rồi, nhưng mà chạy cua thì nhiều. Nhưng mà chuyến này Linh sẽ đổi nghề lại, Linh sẽ đặt lợp cua nha. Linh thì mới mua 20 cái lợp cua thì mới mua thôi, nhưng mà không biết chừng nào gửi gì tới đây nữa. Linh đặt thử kia có không nữa. Mùa này là mùa cua đi đó, nên là kiếm ăn cái đó được có bánh gì. Vì cá tạm dừng bên đi, nếu chừng nào mà có cá ta lại thì Linh sẽ đi đặt lại. Rồi giờ Linh sẽ đi dở đây. Thì Linh có đem cái giọt theo đựng lờ với cây. Còn chai thì chuyến này Linh không đặt chai nữa, Linh bỏ chai luôn em ơi. Có chai vô người ta dễ lấy lờ lắm, dễ thấy hơn. Thì mong rằng là cuốn lại chuyến này là cũng kiếm cũng đủ tiền xăng cũng được của anh chị. Như được rồi, nó thất quá trời thất luôn rồi. Rồi, giờ Linh đi thăm đây. Rồi, cái đầu tiên nha quý vị. Con ốc luôn. Khui cua. Trời ơi, một lợn ốc luôn. Một con cá rô. Đây cua nè anh em. Đây. Đó. Cua này cũng có tiền nữa. Rồi cái tiếp theo anh em. Cái này thì lúc nào cũng chạy chứ. Hôm nay không biết chạy không á. Có cá này mà có cá sình nha mọi người. Cỏ thiệt rõ ràng luôn nè. Kì con. Rồi cái điện thoại của Linh bị gì anh em ơi, đang quay cái nó tắt. Ngộ thiệt. Đây nè, rồi, giục cái dây luôn rồi. Này con cá rô nè anh em. Đó. Đây, con cá trê. Đây con cá bóng nè, hai cái trê anh em, này cá bóng nè. Đó. Chỗ Linh là hiếm cá bóng lắm nè. Này, hai con cá trê, có rô. Rồi, nó sừng cũng ngon anh em ơi. Không được. Để về bữa Linh mà có đặt lại, Linh chạy lên đây đặt lại. Cái khúc này chạy ngon quá. Rồi, lên bắt cá ra nha.
Ê, có gì anh em ơi, nó móc vô nha, bởi vì nó không có lên. Đó thiệt. Ủa, có lóc vậy anh em. Tới chừng đi cuốn lờ thì nó chạy gì nè, thiệt tình chứ. Ê, có lóc cũng ngon. Bây giờ bữa tính anh em ơi, Linh thì đi quay có một mình à, nên là quay nó có rung lắc thì có bán chị xem thông cảm giúp Linh nha. Rồi lên nè Linh nè, cá ra. Còn cái này thì lúc nào cũng chạy hết anh em, không có lúc nào mà không chạy đâu. Từ cái hồi đặt này cho tới bữa nay là cuốn luôn. Rồi bữa nay cuốn là không biết nó có chạy hay không nha. Cái cọng dây nè, người ta xịt cù cỏ này luôn rồi, vừa dở đi luôn, không có con nào luôn. Nó biết con này dở anh em, nó không chạy anh em. Rồi cái tiếp theo anh em ơi, rồi cái lời sờ trống luôn anh em ơi. Lời sao mà tóc phọc luôn rồi. Trời ơi con cá trê xịn luôn rồi nè. Rồi nó quấn vô cái hôm nó xe. Rồi cái cá đâu vô được nữa anh em nè. Xịn luôn rồi. Trời ơi làm cái lỗ nè, cái lỗ chà bá luôn. Rồi nó xe gì đây mà hàng chi. Rồi đi lên bắt thả nó ra nha. Cái tiếp theo anh em ơi, cái này thì lúc nào cũng chạy con cái dậy đó. Trời ơi ổ cái dậy luôn, ba con cái dậy anh em. Con này thăm hai đợt trước á, thì hai con chiến con nha, còn chiến này dở luôn thì lụm được ba con cái dậy luôn anh em. Coi đã không, cái chừng cuốn thì nó chạy nha anh em. Ở đây nước trong nè, trong này thì nước trong nha anh em, vì cái con kinh này lục bình nhiều đó nên là nước nó trong. Rồi mày hẹn mày chuyến sau mày, rồi hẹn chuyến sau đi Linh đặt lợi. Nó lục bình vậy nè, bờ cỏ vậy nè, cũng có người đặt nữa anh em. Thôi rồi cái tiếp theo nữa nha. Cái lời này bữa đó chạy con cá phi chà bá luôn nè, mà nó ngợp nè. Ôi xong rồi, trời ơi con rắn, con rắn gì ngộ ta. Ôi hết đấy, hết nè anh em. Cái sặc ghê, cái sặc nút nha anh em. Này con rắn gì, con rắn này không biết nó đập không ta. Trời ơi nó vụt hoài nè. Trời ơi rắn này nhìn ghê quá ta, rắn này gọi là rắn hổ thủy gì á. Phải không anh em, nó giống như rắn hù quạp mà không phải nha anh em. Y chang như rắn hù quạp luôn á. Con nó hà hồng nè, con nó hà hồng nè, nó cắn ra con ếch nè. Trời ơi ghê quá, sao nó không ra được nè, nó cũng được nửa mình nữa chứ bộ. Coi nó kênh lên, nó kênh. Rồi giờ để Linh tắt lên, bắt lên thả nó luôn nha anh em. Rồi để Linh thả nó ra. Rồi Linh, rồi nãy giờ Linh bắt nãy giờ nè anh em, nãy giờ mới xong nha. Nó mọc con khúc nè. Rồi lên thả nha nè. À, nó còn không chịu lội đi luôn nè, coi kìa. Ôi nó dạng ghê không anh em, nó lùi vô cỏ rồi, nó lùi vô cỏ rồi. Không biết anh em thấy không, nắng quá nắng nè. Cái đuôi nó còn nè, nó dạng ghê rồi. Rồi tiếp theo anh em ơi,
nắng quá, nắng rồi gì. Rồi cái sạc luôn nè, sạc bự bự không. Cái sạc này có người dặn nha anh em, bà cô bên Mỹ á, bà dặn mà người để tủ đá để cho dành cho cổ nha. Rồi để Linh bắt mấy cái sạc hết luôn nha nè. Cá sình nữa rồi anh em, nè cá lóc nó sình luôn rồi nè, nè cua nhóc trống luôn rồi. Ôi không dính cái gì á, vì nó không có lên. Đây có cá, đây cá lóc nha anh em, hàng cua đây, cá lóc nè. Sao mà con cá lóc này sao mà nó ngủ ngày luôn anh em, là cua nè. Đó. Đó. Đây nè. Để vài bữa Linh mà đặt cua mà nó không vô là mệt ạ. À. Hồi không đặt cua á thì nó vô, đặt cá thì nó vô, còn mà đặt cua cái chuyện nó không vô. Rồi thì chứ. Nó giữ người xuống. Không có lên. À, cỏ này gịch lại nè. Rồi tiếp theo nói nha anh em, cái này hổm dính cái lóc bự nè. Thì đợt vừa rồi thì thăm không dính, rồi cái tre sình luôn đây anh em, hết hồn cái tre không. Sao mà vô nó quấn hôm đây, cỏ rồi cá lóc nha anh em. Trời ơi, tới chừng đi cuốn lờ thì nó chạy, có chịu nổi không anh em ơi. Con nè, đây con cá trê nè, gì đây mà sao nó ngỗng thiệt tình chứ. Bữa đó cách lỗ lấy con chuối lên cột lên anh em. Rồi ngon nha anh em, đây có nhạc anh em ơi. Cái này nó bị hổm dính cái lóc bự lắm nè. Hồi lúc đầu rồi thứ hai thì cua kẹp cái lỗ chà bá luôn. Này không biết sao nè. Khui. Khui. Rồi con cá trê nhí xíu à. Thả luôn anh em ơi. Thả luôn. Bắt thả. À, để Linh rút cây rồi Linh thả luôn. Giật 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 nè anh em, giật giật cái lò này. Có gì đâu. Cái lỗ nó bự cỡ này nè anh em, thấy cái lỗ không nè, lên vòng cái tay nè, vô trong phin chứ khó thấy lắm anh em, quá bự cái lỗ luôn. Rồi cái gô đâu vậy? Ủa nãy hai con đâu mà thì lấy ra rồi bên đây nó gách, trời ơi bên đây có lỗ chà bá luôn nè. Mấy con cua này, chuyến này không xong với Linh này, hẹn nó vài bữa nữa đi. Cua không nè, cua nè anh em, chính là Linh vô mánh cua rồi. Vậy bữa Linh đặt là cua vô cho thấy mùa này mùa cua hay.
Ở đây nước nó phèn ha, nên là nước nó còn trong. Ê, dữ lắm rồi, dữ lắm rồi, dữ lắm rồi. Em ơi, mình mới thấy nó lòi cái lờ luôn á. Cái lờ nó chìm luôn nè. Trời ơi, một bầy cá trê. Nè, chi nó lôi ba con cá trê nó bự. Con bên đây nó bự dữ nè. Đó, con leo leo lên á. Bảy con ở giữa nè. Đó, ở cái con leo lên đây nè, nó. Còn đó mới bự á. Cá trê mà nó leo giỏi rồi, tài tình thiệt. Nói chung là con nào cũng mập á nè. Nhưng cái lỗ này lúc nào cũng chạy chứ. Hẹn đi, hẹn vài bữa đi. Vài bữa nước nó trong lại, người Linh sẽ đi đặt lại nha. Rồi, tiếp theo lên em ơi. Rồi, cái lờ sao kỳ vậy? Không hiểu luôn. Cái lờ sao mà nằm kỳ thế em ha. Ủa, cái lóc nó bự kìa. Anh em ơi, hàng kia nó tung lên nè. Nó tung lên, nó đưa cái... Nó đưa cái... nghĩa là nó dở cái lờ lên cái lóc đó. Em thấy không? Đó, cái lóc bự cho em. Trời ơi, cái cù này đã thiệt chứ. Lúc nào cái cù này cũng chạy cái lóc bự anh em. Đã thiệt. Ê, được con cá trê nữa nè. Cá trê năng. Tổ Linh gọi là cá trê năng á nè. Hay là cá trê vàng là nó đó. Thì để Linh bắt Linh thải ra cái được. Nó nhỏ quá khó bắt lắm. Dạ. Sợ cái ngạnh của nó anh em. Nãy thả con cái gì luôn à. Này là cái tê năng. Tôi Linh gọi là cái tê năng. Rồi thả nha. Còn nó bự thì gọi là cái tê vàng anh em. Rồi, giờ đi lên, đi lên bắt con cá này ra nha anh em. Rồi, hẹn cái cù này đợt sau đi. Ui, té. Thật giò anh em ơi. Cá lóc luôn nha em nè. Rồi bữa nay tổ đại Linh này, kỳ vừa rồi thất, kỳ này là trúng lợi nha anh em. Coi đã không, hai vợ chồng nó hay sao. Rồi hẹn mày về bữa đi, về bữa coi sao Linh đặt lại. Rồi tiếp theo nữa nha em. Rồi. Ủa. Ủa cái lờ đâu ta? Ủa. Kỳ ta. Lờ nó mất tiêu rồi anh em ơi. Lờ cho anh em mượn rồi. Thôi kệ. Về bữa anh em trả. Rồi. Anh em biết chỗ này không? Cầu quốc lộ N2 đối diện với chỗ nuôi tôm. Đó, đối diện chỗ nuôi tôm nè. Đó anh em. Đó, anh em nào có mượn cái lợi của Linh thì không cần đặt lợi nha, trả lợi cho Linh cũng được đó. Rồi. Cái lờ nằm bên trên luôn em. Cái lờ bay lên trên nằm luôn. Không hiểu. Mấy cái sặc chứ bộ ạ. Rồi. Rồi, cái tiếp theo nha anh em.
cắt lúa, cái chạc chở máy cắt á, chạy hết biết cái chạy thiệt. Rồi xong cái này nữa xin đem lời về anh em ơi, chắc hết cho chắc rồi. Đây rồi, đó có thôi, cái gô hai con, được hai cái gô mề cho anh em đã không, hai cái gô mập ù luôn. Bữa đó chạy đây con cá lóc với con cá rùa biển nè. Rồi coi chỉ mưa kìa anh em, coi ra hết biết luôn ở đây nè. Trời ơi quá trời luôn rồi, như nhất là cái cạnh này nè, vẫn đang mưa cạnh đó đó. Cho anh em xem nè, nó liền lấy chai gì thêm nữa nè, rồi có cây nữa đó, có cây nữa nó đầy rồi, nên là về nha anh em. Rồi quá trời chuyển mưa rồi anh em ơi, rồi Linh về nhà rồi, giờ Linh đi đi thăm tiếp nè. Bữa nay chắc không khỏi mưa rồi. Ê có anh em ơi, ê, hai cái lóc. Ôi ê con cá trê chứ, nhìn lộn anh em ơi, tưởng hai cái lóc chứ, đây cá lóc này. Bữa nay trúng mánh rồi, bữa nay trận mưa này là không có né khỏi rồi anh em ơi, coi nè đó, hết biết chưa. Linh bắt hai cái lại ra cho anh em đó không, trời không gầm rồi đó, không hề thì anh em ơi. Cái đó ra mà ngập luôn rồi, không có, trời ơi gắt. Còn nè anh em, cái lỗ nó cỡ này luôn nè, anh em dỗ vòng đây anh em nè, đó anh em thấy cái lỗ không, có gì cá nào mà nó còn đâu. Rồi thì mưa này chắc cái dòng mưa lên thăm luôn anh em. Cá lóc nha anh em, tới chừng mình đi cuốn lờ thì nó chạy thôi, nản không, coi nè đã không anh em. Rồi lên em ơi, rồi cách lỗ cho bá luôn, chưa đây lên thấy cách lỗ rồi đó. Đây nè, đây nè, cái lỗ nè, cái lỗ này là chuột cắn nha, cái lỗ này là chuột cắn chứ không phải là cua kẹp, không có luôn, từ hai cái rô rồi. Rồi tiếp theo nha anh em, hết mưa luôn, tới rồi, lầm gầm tới nữa rồi. Đó đó, ôi bảy cái gô luôn, năm con cá gô anh em nè, năm con cá gô nè, con cá lóc này Linh thả luôn, nuôi nó lớn mà vài bữa Linh lại Linh bắt á, chỉ bắt mấy cá gô thôi. Gái đựng 10 nha anh em ơi. Nắng lại rồi anh em ơi. Không mưa không gào qua cái cũng hơi sợ thiệt.
Trời ơi, đừng có lóc. Cái lóc này nó ngộ nè anh em. Coi nó ốm nè. Cái đầu thì nó trời giờ nè, thấy không? Cái mình nó như lá lúa nè anh em coi nè. Nhìn cái đuôi thì nó dễ biết, dễ cảm nhận hơn nha, nè. Đó. Con này đi thả luôn anh em ơi. Thả đi. Nãy giờ nó mập rồi Linh bắt. Thì nữa Linh cũng bắt chứ ai bắt. Để Linh bắt ra cho anh em xem con cá như lá lúa nè. Ốm nè, nó dài nè, thấy không? Nè. Rồi cái lưng sống nó nè. Ướp như lá lúa luôn. Rồi Linh thả nó nhanh em. Thì vài bữa nó mập á. Rồi Linh sẽ bắt nó nha. Đó. Rồi. Tiếp theo nhìn em. Giá em đừng có mưa nữa nha. Giờ nắng lại ngon rồi nè. Còn gì nó mới tung. Cười gì mới tung anh em ơi. Đó, chưa. Nói không? Đó. Trời ơi. Hai cái lóc bự. Nè anh em. Nó đã. Thấy chưa anh em ơi. Bữa đó là lên đặt ở đằng đó đó. Đó rồi Linh mới giờ lên này xong rồi dính. Mà ngay cái bữa dở lời nữa chứ. Bữa nay Linh vô mánh rồi. Tính bữa nay thất. Bây giờ được rồi, thấy thất quá. Không ngờ là trúng lại rồi. Rồi, để Linh lên bắt lại ra nha nè. Cái này bữa đó chín cái lóc bự á. Mà anh em nào dở để lên trên á. Cô bác chị nhớ không? Để Linh làm liều á. Linh đặt lại nè. Linh đặt trong mé luôn. Chắc mé luôn. Thật đại thì có không? Cái cùng con muốn này cũng cá dữ lắm. Đó, còn cái trê, còn cái lóc. Trời ơi, cái lóc nó ốm nè anh em, coi nè. Ốm mà nó dày chọc luôn. Đây mình bắt mình thả nó ra luôn. Thả hàng cá này luôn anh em ơi. Kệ nó vô chung mà thả nó luôn đi. Còn con có không tới đâu nha anh em. Nó cho nhiều hơn mình còn nhiều hơn nữa. Con này nó còn ốm hơn con hồi nãy nữa. Ngộ sao nó ốm ngộ thế chứ. Còn con kia là con cá trê vàng nha anh em. Thả nó ra. Đó. Rồi. Tiếp theo nữa nha anh em. Chỗ này là Linh làm liều nè. Nó đặt lại nè. Bữa đó có đống củi như này đó. Đống củi này ta lấy đi rồi. Linh làm liều, Linh không có đặt ở ngoài nữa. Mà Linh đặt ở đằng đó đó. Bữa đó như dính hai thác lát phải. Đó. Linh lại này nhát như này nè. Trịch mắt người ta chút anh em. Vì cùng cỏ này lúc nào cũng chạy chứ. Tình tiết. Đó. Có được con cá lóc. Dính. Dính mà cái đây nè anh em. Đó, được con cá lóc. Con này cũng trọng nha anh em. Con này lên bắt anh em ơi. Con này trọng rồi. Mập nữa. Rồi. Rồi, tiếp theo nha anh em. Dướng ra cái đầu sẵn. Đó, cái sặc nè em ơi. Còn cái dày. Bắt cái số cái sặc nha. Còn cái dày Linh thả nó lại luôn. Nuôi nó. Thả cái này với con cá rô. Thả nó. Làm giống anh em ơi. Thả cái rô này luôn. Còn cái sặc Linh bắt.
Rồi, Linh tạm dừng đây anh em. Hên là ông trời ông mưa anh em. Ngay chỗ này là bữa đó dính con rắn rắn nước khổng lồ luôn nè. Anh em nào có xem rồi biết. Một cái lời sao quay ngang vô đóng anh em. Tình để xui. Còn này nó nằm ngang giống. Ủa. Không có gì chơi. Ờ, gọc nó đóng nè. Không có gì chơi anh em ơi. Rồi. Rồi, tiếp theo này, anh em ơi. Có ai giặt lỗ. Giặt lỗ câu cá này nè. Vừa hổm đâu có đâu nè. Hên là giặt không ngay cái lời của Linh anh em. Hên là không nghe. Thôi 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 thôi. Cái con gì anh em ơi. Cái nè. Nè thấy chưa. Con rắn gì á. Cái kìa. Cái kìa. Nè nè cái đầu nó nè nè nè. Chạm bá luôn. Đó, nó bong bong anh em ơi. Nó gần ghi, nó gần ghi kìa. Ý, hai con hay gì á. Hình như hai con vậy anh em. Quá không nè. Nè, 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 nó ở đâu nè. Nè, nó ở đâu nè. Rồi, trời ơi, dưới con cỏ không thấy. Trời ơi, trời ơi. Dầu anh em ơi. Nện luôn này ngắn gì ta ngắn gì giống bên anh Điệp nè ngắn gì cá phải không ta gì cá hay gì á sao vô được hai con luôn ôi, ôi. Sao con này nó mới dướng cái đầu hay sao mà nó không ngợp hết biết rồi. Rồi. Hết biết rồi. Hai con, hai ba con. Hai con anh em ơi. Hai con. Con bự con nhỏ. Chắc cái con nhỏ này là con đực nè. Hai vợ chồng nó đi nè anh em. Đó. À, nó vùi cái mỏ đó. Nó vùi cái mỏ đó nè. Nó bị trầy nó anh em, đó không? Hơi trầy trầy đó. Đây nè. Hết biết rồi anh em ơi. Trước cửa nhà anh ta nó lần đầu tiên lên dính gắn này luôn á chứ anh em thấy anh em đặt dính gắn này quá trời luôn nè. Cái đường này lâm đường này lục bình cứng nhắc anh em nè, thấy không đó chạy dài lên kia luôn rồi đó. Nhà của anh ta bến rồi. Rồi không có gì đựng hết trơn á. Rồi sao? Không có cái gì hết trơn anh em ơi. Nè. Ôi, nè cái đuôi. Cái đuôi nó nè. Hết biết chưa? Con này là con cái chắc luôn nè. Thấy nó mập mà nó bự hơn nè. Con này sao mà nó mới dính cái đầu vậy? Không lọt. Nếu mà lọt cái đầu là con nó đã ngủm lâu rồi, vì nó nằm ở mí nước. Lần đầu tiên luôn đây anh em ơi. Lần đầu tiên đặt lờ mà vô con này luôn. Con này không biết nó có tiền không ta. Nè, nó gần nó khi nữa nha. Nó bụng bóng. Con này gì cá hay phải? Phải không ta? Gì cá là gì da? Gì da phải? Còn con gắn thù lù kia nó cũng bông bông kìa mà lỗi kia bông lỗi kia kìa nha là gắn quạp quạp đúng rồi bông quạp rồi ơi bữa nay cuốn lờ mà nó chạy là dính nữa nè cái đầu nó chiên hồi nó rút lại được anh em rồi nó đã nên ơi mui anh em mui
giờ không có gì đựng cái thân á. Rồi sao? Rồi sao anh em? Để ôi giời, không lẽ để gì hoài? Không lẽ để gì hoài? Thăm còn hình như còn chục cái hay là không tới chục cái nữa anh em ơi. Phe hoài luôn. Tại lần đầu tiên Linh dính gắn này đó anh em. Rồi bây giờ để trong kia có vườn mít bự, trong đó có mấy cây mít bự lắm. Coi coi có túi không? Không. Có túi người ta ăn mít á. Ăn trái mít á, trùm mít đó anh em. Rồi Linh xin một cái bao nha. Chứ để gì không biết sao. Nắng nôi nữa nè. Rồi. Rồi, cho anh em xem cái nữa. Đã không? Trời ơi, ở cái lỗ này gắn ra rồi nè, nó coi nè. Đây nè. Trời ơi, đừng nói chạy nữa nha. Cái này sát bên cái đó luôn á nè anh em. Nó tròn vô luôn nè. Này là gắn ra nữa rồi. Nè, cái lỗ này là gắn ra nè. Bảo đảm với anh em luôn. Trời ơi. Không có con gì luôn. Ôi, tay hết rồi. Không có con gì luôn em. Ủa sao nó ra luôn rồi rồi. Ôi ôi, không có chạy nó nữa rồi. Coi cái lỗ đâu rồi. Nè, nó lại đây, nó nằm cái lỗ này không được nè. Nè, anh em thấy không? Nó bự hơn mình, bất bình thường người ta nè. Nè, ngay cái ngón tay này, cái lỗ nè. Nó ra không được. Đó, bắt đầu lại ngay chỗ linh giá. Nè, cái lỗ gách á, linh giá nè, nó nông nè. Ôi ôi, con này chắc cũng bự lắm nha em ơi nè. Nó nằm cái lỗ cỡ này vậy chứ gắn bự lắm nha. Trời ơi. Trời ơi, cuốn cái đường này. Cuốn đường này sao ta? Trời ơi, cuốn đường này ổn dữ vậy. Xa lắm anh em. Hồi cuốn đi. Mai mốt đặt lại. Nhiều khi bắt được nó. Trời ơi, cái lỗ. Đây nè, anh em thấy cái lỗ không? Anh em thấy cái lỗ không? Trời ơi. Ủa có lỗ này sao nó không ra, mà nó không có lỗ này dữ ta. Nó không có lỗ này nữa. Anh em. Rồi. Tiếp theo nhìn nha, coi Linh nè. Coi Linh để cái lời kia luôn nè. Đó. Nó nằm một cục kìa. Đó. Ôi kệ nó. Rồi. Tiếp tục nhìn em. Trời ơi, ai dẹt cái lỗ cái này. Rồi có móc cái lợ lên luôn không trời. Nè, cái lợ lên nè. Móc cái lỗ nghe đây câu luôn nè anh em nè. Móc cái lợ lên luôn nè. Không có anh em ơi. Trời ơi, cái lỗ quá trời bự luôn. Để cho anh em xem nó. Anh em thấy cái lỗ không? Rồi tiếp theo nữa nha anh em. Trời ơi, cái lỗ quá trời, cái lỗ nó bự luôn. Cái lỗ này là 5 con cá 2kg nó còn ra được nha anh em. Này, dưới cái tay lên vây không được nè. Thấy không? Thấy cái lỗ chưa ta? Trên này một cái lỗ nó bự hơn nữa nè. Trên này nó bự hơn nữa nè. Đó, thấy không? Bự hơn đó nha. Sao mà chịu nổi. Rồi. Dở quay điện thoại luôn hả? Quay lại cho anh em xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cà phê với mấy cái sạc. Cà phê bự. Kệ có hơn không anh em. Rồi, mình tạm dừng anh em. Cái lờ. Rồi cái lờ nè anh em. Cái ta dọn cỏ luôn rồi. Dọn cỏ cái ta tùm lên cái lờ luôn rồi. Còn cái lờ đâu? Đây còn. Rồi cua. Rồi còn cái lờ anh em ơi. Chờ không tới. Đó. Ôi ôi, hai con cua càng kinh. Anh em ơi. Hết biết cái càng thiệt đây nè. Anh nè. Đó, đó một cái càng nha. Ở đây một cái càng này. Hết nói nổi luôn. Cua là cua. Con này ốc cua vàng mà nó vô nó đẻ luôn. Rồi. Tiếp theo nha anh em. Cái lờ chìm luôn rồi. Ôi, té, té. Cái lờ chìm luôn nè. Trời ơi, hai con cá lóc. Trời ơi, một con cua nè. Ở đây ba con nữa nè. Đây nè anh em. Ê, trên đây con nữa nè. Năm con cua. Cái lờ mà năm con cua sao chịu nổi. Khi mà có cá lóc. Khi mà có cá lóc luôn nha anh em. Bây giờ nó ăn con cá trình nè. Đó. Này, con thắt lát hay vậy. Giờ mà tốt rồi. Mang dài. Nó nói. Mang dài đó. Bám không có được cái này mày. Đây, 5 con cua nha anh em. Bộ bói của Linh kìa. Lúc ở dưới luôn. Nó nằm im ghe luôn rồi anh em ơi. Nó quấn cái hầm lại luôn rồi. Rồi giờ Linh bắt ra nha. Cái này còn cái nữa là hết anh em ơi. Cái lời sao chị vậy. Sao nằm luôn rồi. Không có con nào luôn. Cái sặc không à. Rồi còn cái nữa anh em ơi. Cái nữa về luôn. Cái cuối cùng anh em ơi. Cụ cỏ này là không đời nào dính luôn. Cụ cỏ này nè. Rồi đó. Ê cụ ơi. Cụ gắn gắn. Em gắn gì anh em ơi. Gắn gắn gắn. Màu đỏ. Nè, đỏ lợn mà. Gắn nước mà nó màu đỏ. Ê, cái lỗ này nè. Cái lỗ này nó không chịu ra đâu. Như cái lỗ này là nó ra được nè. Tại sao nó không ra được. Dính. Dướng nó không ra. Đây, còn sống, còn sống. Đây. Nó màu đỏ anh em ơi. Đỏ hay không? Rồi để Linh bắt gắn là Linh thả nha anh em. Nè. Rồi để Linh thả gắn này nha. Để Linh tạm dừng đi rồi. Đi ngồi lên rồi Linh bắt Linh thả ra. Để chừng nào Linh thả rồi Linh không quay lên nha. Cái nó vừa nghe tay Linh rồi sao bắt nó nè. Sao thả nó được. Thiệt tình chứ. Rồi. Rồi để Linh tạm dừng nha. Giờ từ nãy giờ luôn nè. Quá lâu. Bắt nó khó lắm. Nó gị tới lợi không à. Đây. Đây nè. Đây Linh thả nó nha. Đó. Rồi. Linh thả nó rồi đó nha. Đó nó lội ngoái kìa. Rồi.
nó lú đầu má gọi gọi nó lặn thôi. Rồi về anh em ơi, về Linh sẽ cho anh em xem cái kết quả. Hồi nãy có chủ ruộng đứng bơm nước đó, không có lấy được cái túi này nè. Đó. Nằm ngoan ghê không? Rồi, giờ để Linh về nha anh em. Rồi đi qua đi. Đây là đứng đứng cây bằng tông á, bằng tròng. Nãy ông giật máy không cưa đó anh em. Em đi hết giá đi, ông trồng ngoài kia kìa. Lần nữa lấy măng ăn. Đây cho anh em xem cá nè. Đây Linh dồn cá lừa rồi nha. Đó. Nói chung là cũng ngon anh em. Bữa nay trúng nha. Trúng hơn cái đợt vừa rồi. Trời ơi, được đợt vừa rồi nó thất, đừng có nói tới luôn. À, thì Linh cũng đã chuẩn bị cân sẵn rồi. Để Linh cân rồi. Đây, số 0 nha anh em. Đây, số 0 nha. Sáu cái 8 anh em ơi. Sáu ký tám từ cho từ cái 1.2 thì cái vỏ 1.2 ký thì còn 6 ký, ký 2 thì còn 5 ký, 5.6 cho 5.4 luôn em ơi, cho 5.5 đi. 5.5 cá đi cho nó dễ. Rồi 5.5 cá anh em, 5.5 cá ngon ngon à. 5.5 này là luôn cá sặc, cua luôn đó nha anh em. Rồi để lên bỏ ra cho anh em xem. Tụng nó nhảy không được. Mình làm xem cá này. Nói chung là hôm nay ngon hơn cái bữa đó. Một cá lóc, hai cá lóc, ba cá lóc, còn cái dày. Đếm gì sao nhảy vậy, sao đếm được? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 cá lóc, 16 lóc dày, 16 con em. Cũng ngon. Mấy cua nè, con cua nè, cái càng đó nè anh em. Đó. Anh em nào ăn càng này không Linh cho nè. còn con càng kình nữa. Đâu rồi? Ủa? Đừng nói nó ra rồi nha. Nó sao ra được? Có thêm cái con càng kình nữa rồi. Hai con càng kình lấy. Nói chung cũng ngon anh em. Mà ngon nhất là cái con này nè. Đây, ngon nhất là cái con này. Này sao lấy? À, đây là Linh lên lò bớt bớt cái xuống. Nó mất kẹt rồi. Này hai luồng lờ luôn anh em. Luồng lờ của anh Sang anh mua tặng Linh với luồng lờ cũ của Linh đó. Là hai luồng. Đây. Đó. Tả hôn em. Ngon nhất là cặp gắn này. Này con này nè, nó đầu còn chập bá luôn. Con này cái bụng nó phì làm như cho nó ăn con cá vậy nè. Nó ăn cá lóc á. Sắc dị bên em, lóc hay trê vậy.
lười gắn này cũng tạp ăn lắm anh em, con gì nó cũng ăn chứ, nặng lắm nhìn em. Để cần thử hai con này, hai con này có bao nhiêu? 1,6 kg, 1,6 kg anh em ơi. Hai con này có 1,6 kg à, 1,6 kg luôn cái lợn nha, cái lợn này không biết nhiêu ta, nhỏ chứ không bự rồi. Này bán chứ không có nhiều tiền đâu. Rồi giờ để Linh cái này, này chắc Linh bán, Linh không bán quá, Linh nuôi luôn. Rồi anh em nào có nuôi thì hãy alo Linh nha, Linh bán cái giá nuôi nha cô bác anh chị, chứ giờ ra chợ bán thì hai này không có nhiều tiền đâu. Có 1 kg mấy mà hai con có 1,6 kg thì rồi cái này hết mấy trăm gram rồi, cái lờ nè, lờ cũng mấy trăm gram nữa. Thôi gì cũng quý rồi. Rồi giờ Linh kết thúc video đây, thì hẹn cô bác anh chị lại video sau nha.